Nam Anh kính chào quý vị. Hôm nay thứ Bảy 20 tháng 4, 2019. Đến với VTV sáng nay gồm có hai phần. Phần đầu là chương trình nhạc lá bồ đề do Tú Linh và Đoàn Hữu Dũng thực hiện. Trong phần hai là chương trình hàng tuần của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam. Để mở đầu, Nam Anh kính mời quý vị theo dõi nhạc lá bồ đề do Tú Linh và Đoàn Hữu Dũng thực hiện hàng tuần và mỗi sáng thứ Bảy trên VTV. Chương trình tuần này chủ đề hủy hoại tượng Phật, quả báo nhãn tiền. Tủ Linh xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị đến với Nhạc Lão Bồ Đề với câu chuyện hủy hoại tượng Phật. Mấy chục năm trôi qua mà báo ứng hiện hiện nhãn tiền. Chuyện của kiến thiện, Tú Linh tóm lược và trình bày. Kính mời quý vị theo dõi. Trong dịp năm mới, rất nhiều đền chùa nổi tiếng đều có những dòng người nườm nượp không ngớt đến thắp hương cầu phúc. Nhưng trong thời kỳ cách mạng văn hóa thì không có những cảnh tượng này. Rất nhiều tượng Phật trang nghiêm bị phá hủy, người xuất gia bị buộc phải cầm những tấm bản để người ta đấu tố phê phán. Hồng vệ binh làm loạn Phật môn thánh địa. Đã rất nhiều năm trôi qua, những viện ảnh thời kỳ đó vẫn khiến người ta trông thấy mà đau đớn lòng. Có người kể lại câu chuyện rằng, một ngày nọ, anh đến một ngôi chùa lễ Phật, được nghe chuyện báo ứng đập phá tượng Phật khoảng mấy chục năm về trước, thời cách mạng văn hóa. Có 40 hồng vệ binh sau khi phá hủy tượng Phật, kẻ thì phát điên, người thì tàn phế, rất nhiều người bị quả báo nặng nề. Câu chuyện như sau. Dịp Tết năm 1999, tôi đến thăm một thánh địa Phật giáo, thắp hương lệ Phật, nhân tiện du ngoạn ngắm cảnh. Đến một ngôi chùa khá lớn, tôi gặp vị sư trụ trì chùa này. Khi chưa xuất gia, thì ông và tôi là người cùng làng. Hơn nữa, ông có quen biết với cha của tôi. Sau bữa cơm chay, tôi đến phòng ông Hàng Huyên trong lúc trò chuyện, có một người đàn ông chừng ngoài 60 tuổi có việc đến tìm sư chủ trì. Vì tôi và sư chủ trì rất thân quen, nên họ nói chuyện cũng không dự ý tránh tôi. Từ ngữ lúc trò chuyện, có thể thấy sư chủ trì và người đàn ông này rất thân quen. Nội dung nói chuyện đại thể là người đàn ông này muốn thỉnh một pho tượng Phật Ngọc từ miếng điện về chùa thờ cúng. Thỉnh cầu sư chủ trì giúp ông tìm một vị trí đặt tượng. Nhưng sư chủ trì nói vị trí đặt tượng thờ cúng không còn. Nếu ông có tấm lòng này thì có thể thay bằng tiền công đức trong chùa. Nhà chùa sẽ lưu danh và tụng kinh. Cuối cùng, cả hai bên không thống nhất được. Người đàn ông đó hậm hợp cáo từ. Vì tò mò, tôi bèn hỏi sư chủ trì tại sao ông ấy cứ nhất quyết phải thịnh tượng phật đến đây để thờ cúng thì ra người đàn ông này là một trong những hồng vệ binh thời cách mạng văn hóa trong cách mạng văn hóa ông ta đã từng cùng ba bốn chục hồng vệ binh dân binh đến thánh địa phật giáo đập phá hủy hoại các tượng phật bồ tát sau đó gần bốn mươi năm nay những người đã từng đến thánh địa Phật giáo đập phát tượng Phật và Bồ Tát tất cả không trừ một ai đều bị báo ứng kẻ thì điên người bị tàn phế kẻ mất mạng người bị bắn chết dường như tất cả đều bị chết hết rồi chỉ còn người đàn ông vừa rồi vẫn còn một chút vận may chưa gặp tai nạn nào có thể là do ông ấy nhiều năm nay kiên trì thắp hương bái Phật. Mấy năm trước đây, ông có dẫn con gái, con rể đi buôn bán vận tải hàng hóa. Rất phát tài, cuộc sống khá giả sung túc. Năm 1997, cô con gái duy nhất nhiều năm không có con, nay lại sinh ra một bé trai cho gia tộc. Vào một ngày năm 1998, con gái và con rể của ông ấy đem theo cháu trai đi nhận hàng trong lúc xếp hàng chờ cân xe do thời tiết nóng nực đứa bé kêu muốn uống nước người mẹ bế đứa bé xuống xe để mua nước uống xuống xe chưa được 5 phút chiếc xe phía trước bắt đầu chuyển bánh cha đứa trẻ cũng đổ máy chuyển xe theo chiếc xe tải lớn vừa di chuyển liền nghe thấy bốc một tiếng xuống xe xem thì thấy đứa bé mới chập chững biết đi của mình nằm dưới bánh xe. Người đàn ông này là con một mà ông ta lại chỉ có một cô con gái duy nhất đành phải kén rễ ở rễ hy vọng con người hương họa tổ tiên. Ai ngờ tất cả niềm hạnh phúc chỉ như đó hoa quỳnh vừa nở đã tàn. Ôm nỗi đau khổ và lòng hối hận ông ấy đến thánh địa Phật giáo mà 40 năm trước, ông ta đã đập phá tượng Phật, muốn chồng một nhân thiện bằng cách này, với hy vọng có thể đắt được một quả thiện. Chuyện này chẳng phải là câu chuyện báo ứng sống động, đập phá tượng Phật, hậu quả là đoạn tuyệt hương hỏa, không phải là vui mừng trước nỗi đau khổ của người khác, mà tôi cũng rất cảm thông với ông ấy. Nhưng tôi nghĩ đứa cháu nội của ông ấy bị xe cán chết có lẽ cũng là người cùng nghiệp cùng chịu đến đầu thai cũng có thể là một hồng vệ binh năm xưa đập phá tượng phật cùng với ông ta sau khi sớm qua đời lại vì có quan hệ nợ nghiệp mà chuyển sinh thành cháu nội của ông để đòi nợ nhưng lại khó thoát khỏi báo ứng đập phá tượng phật nên mới bị thịt rác xương tan Người phàm phu thường không hiểu đạo lý rằng, diệt Phật chính là diệt bản thân, và nhân quả đâu có bỏ qua cho một ai. Đây cũng là bài học giáo huấn cho những ai dám coi thường, bất kính với thần Phật. Thời cổ đại Trung Quốc, rất nhiều người đều tin Phật, thông hiểu đạo. Thời đó, người tu đạo cũng được tôn kính. Cổ nhân nói thà khuấy động nước ba sông, cũng không khuấy rối lòng người tu đạo. Đánh tăng chửi đạo, ác có ác báo, đặc biệt là thời kỳ của cách mạng văn hóa, là ác liệt nhất. Vô số người bị chụp lên cái mũ mê tín là bị đả đảo, bị giam cầm, bị hại đến chết. Hơn nữa, di họa của nó còn kéo dài đến tận hôm nay, khiến biết bao nhiêu người Trung Quốc nói đến chữ mê tín liền bị trù dập công an theo dõi luật nhân quả báo xưa nay luôn được lưu truyền trong nhân gian vẫn đang hiện hiện rõ trên bản thân những kẻ đập phá thần phật những tên hồng vệ binh trong khi mê muội đã gây ra bi kịch cũng là nhắc nhở mọi người đạo lý thần phật bồ tát là có thật người tin có thần phật tồn tại kính thần hướng thiện sẽ không có bất kỳ tổn thất nào. Nhưng nếu không tinh thần, Phật một khi làm các việc bán bổ thần linh, gây tổn hại cho người tu hành chân chính, thì sẽ bị lẽ trời trừng phạt. Không sớm thì muộn, hành xử thuận theo đạo trời thì đắc được phúc báo. Hành xử ngược lại lẽ trời, nhận phải tai ương. Lòng dạ chân thành và thiện lương tích đức hành thiện, tu dưỡng bản thân. Chính vì lẽ này vậy. Kính thưa quý vị, Nhạc Lão Bồ Đề đến đây xin được tạm ngưng. Mọi liên lạc về chương trình Nhạc Lá Bồ Đề xin gửi email đến nhạc bồ đề 2 a com Tủ Linh xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới. Thưa quý vị, chương trình VATV đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.